Tiếp tục chào đón quý vị với một mã đầu cuối cực kỳ độc đáo. Em nó được thiết kế cực kỳ là độc đáo luôn các bạn. Hàng này cực kỳ hiếm các bạn nhé. Đây là chiếc đầu cối hàng của Đức Gracia. Em nó thiết kế rất là hầm hố, rất là thích hợp cho những bác nào muốn khám phá. Nhiều chế độ, khá thoải mái. Thiết kế với hai đèn vuông vẩy. Bên trong giải chiếc màu đỏ, kim đỏ, nhìn rất là đẹp. Em nó chạy điện 220 các bác nhé, giải điện 220. Em báo luôn các bác là đây là nút công tắc nguồn của em nó nhé. Lúc các bác nào không nhớ này, nhớ để tắt này. Sang bên này nguồn khác này, sang bên này nguồn khác này. Chứ không là tí nữa về một lúc sau này về các bác hỏi em. Đấy, có thông nguồn của em nó nhé. Giá của em nó 9 triệu 800 nghìn các bác nhé. Đây là chiếc đầu băng cối ra xe của Đức, mã M2408SD. Hàng còn cực kỳ là đẹp. Hàng này có phải gọi là hiếm và độc nữa. Vừa chơi vừa trưng bày, chất âm cực kỳ tốt. Giá 9 triệu 8 các bác nhé. Sau đây em test chất lượng âm thanh cho bác nghe. Chạy băng 7 inch. Hãng băng rất là phổ thông. Bây giờ cái băng đầu cối này quá là nhiều các bác nhé. Nhiều bác không hiểu lại nghĩ là bây giờ lấy đâu ra băng. Băng bây giờ cực kỳ là nhiều luôn. Chỉ sợ các bác không có tiền để mua thôi. Quá nhiều băng. Sau đây em test chất lượng âm thanh các bác này. Nửa chạy đội dặm quá là đẹp. Quá là chất coi nhé, đằng sau còn cực kỳ là đẹp. Để em quay đằng sau. Chất âm các bạn nghe, chất âm thấy chốn kinh
tua này. À, đó là toàn bộ cái clip em test gửi đến quý vị chiếc đầu cối hàng của Đức này. Giá của em nó là 9.800.000 các bác nhé. Mức giá cách đây khoảng là hơn một tháng, hơn 2 tháng về trước ấy. Mức giá của nó toàn trên 10 triệu, trên 11 triệu thôi. Nhưng mà đợt này em nhập được cả lô đấy. Nó không theo, không nhập là lẻ các bạn, nhập lẻ nó khác. Nhập lô nên là nó sẽ giảm được rất nhiều. Bác nào có nhu cầu thì alo giúp em nhé. Đây, các bạn nào có nhu cầu thì alo giúp em theo hai số điện thoại trên. Và để truy cập thường xuyên để theo dõi kênh của Tuấn Audio Phú Thọ thì các bác nhập số 0982 246 621 này vào Zalo, Facebook và Google hoặc YouTube ấy, cốc tất cả các bài đăng của em ở trên đấy hết, các bác thoải mái lựa chọn. Em trân trọng cảm ơn.